toàn. Và hello tất cả mọi người, chúng ta quay trở lại một trận đấu nào. Và bây giờ đến tiếng ốp và người của anh trong block. Vâng, không có bút máu đến giờ đây. Và đây trong thời điểm phải nằm xuống trong block một cái không được dành cho team 1 rồi. Và đang đấm vào đầu Oscar. Oscar chết trong quả DK. Và cộng đến từ đây đang đấm rất đau các team dành cho đây kia. Và chỉ là một cách làm. Và một cách làm phải thành công với thời gian. Trong khi đó bên trên, Bắc có cò và đang thả cò vào đầu PL. Và có skill để thả không? 130 mana, đủ mana và đã là chết luôn. Bắn chay cũng trên PL luôn, không ăn được bài nhau và rớt được người xuống dưới. Vâng, cua lót đã đi trên rồi, bây giờ chúng ta lại ở đây đôi rồi. Một sông và như vậy kiến vực quyết định sổ vào. Vâng, bật được magic ở đây không có cái gì để búp. Vâng, búp bẹo một kiến đệ rồi, từ một kiến đệ đến đây cũng đang sổ vào. Và như vậy thì đi thành công ra ngoài đến đây cứu vờ. Vâng, cứu spec như hơi chết luôn rồi, không ăn được cái gì luôn. Vâng, tiếp tục vào đập và như vậy tiếp tục vào hạ giáp mọi người. Chắc bắc, vâng, ép cái bài ra ngoài. Vâng, tín hiệu chắc bắc là hơi khó. Và Silencer cần có một cái ulti. Và trận đấu mình còn sẽ có co lên tóc đến lại từ anh chàng Bắc quay trở lại. Vâng, PL búng ra ngoài. Vâng, vỡ co và chết được PL. Và sau đó Silencer cũng là người làm xuống. Một cái W và không phải W. Vâng, đó thì muốn chia đôi mạng. Vâng, như vậy là tình huống vừa lại là Oscar đã đập chết được ai đó. Bắc là người làm xuống. Bắc. Vâng, bên trên tình hình xuất hiện. Vâng, Oscar sẽ là người chặn đầu ở đây. Vâng, đã chỉ với 3 mana, chưa đủ mana để đi xuống. Vâng, cắn sơn dinh khẽ cho là làm luôn. Một cái ulti và như vậy đập chết ở đây. Còn nào bỏ đến Bắc xanh sẽ làm cái blink của cái chà bèo luôn. Trận đấu này Bắc đánh rất chắc bài, đó là một cái bao trước. Vâng, Silent vào đầu của Silencer và Lina xuất hiện rồi. Rồi mình tính có lỏng rồi đến Silent rồi. Vâng, Lina con phải gọi là cũng là hai con được xếp top 1 đến trong tựa đàn. Vâng, hai con quái vật. Vâng, nếu như mình đoán không nhầm thì nó sẽ còn đang rất sạch. Vâng, như vậy Kim Phương vừa sổ và phát ăn combo đến từ Lina. Mình tính có combo phải gọi là ngạt đến bước chân rất là kinh khủng đến từ Lina luôn. Vâng, Lina sẽ chết rồi, Lina sẽ chết để trả lại cái mạng của mình rồi. Vâng, cắn Potter. Vâng, Silencer không thèm Kayak. Đây, bây giờ đang tình huống Kayak. Vâng, có vẻ nó sẽ chạy thoát. Không phải Kayak mạng từ đấy. Vâng, né được sủa đến Oscar rồi. Vâng, chiến thuật đang gọi là chiến máu đổ ra khắp nơi trong trận đấu này. Vâng, một cái bút máu đến gia đình. Không nhường được mạng. Vâng, hello mọi người. Vâng, hello. Và bây giờ tình huống đảo ra mid đến từ gia đình. Vâng, sổ vào. Vâng, đang tín hiệu solo đến từ dân. Vâng, một quăng thì và không cần ulti, đó chỉ là một cái stun, một cái lướt nhẹ nhàng thôi. Và đây vẫn là người ăn mạng thời điểm này. Và cái ulti của Silent, một cái ulti của Silent. Và trong khi đó spec chết rồi, một cái ulti đến từ Silent để kết thúc cái mạng của spec. Và PL ăn thành công mạng của spec. Bây giờ PL cũng phải làm xuống. Vâng, một tiếng uống sổ lên đến từ đội thứ hai. Và kết cọc của đây và một cái gọi là vâng, Warlock còn chưa có golem. Vâng, thời điểm có golem nữa thì kết cọc ở đây cộng với cái golem đến từ Warlock nó sẽ rất là khó chịu các bạn luôn. Sẽ rất là dây và đầy lội. Và một tiếng sai lần. Và không có qua mất lửa cái máu đến từ hai đến việc của team 1. Và Bắc rất có thể sẽ làm xuống. Còn một hit nữa cắn ma dứt cái rồi này. Quyền ơn các kiểu phút vào đầu ngay. Và một cái phía xuống cần kết thúc cái mạng của anh chàng Bắc. Và bây giờ mới là chai ăn thả uống. Chai ăn thả xuống phút máu cho Warlock công. Phút máu thì cây vẫn rồi là xịn. Và Bắc ở trên đó là spec mọi người xông ra. Và hai thông tin đang bắt đầu đi vào người của sai lần. Vâng, như vậy spec quyết định là lấy mạng của sai lần sờ. Vâng, đâu rồi, ở đây rồi. Như vậy là quyết định là vướn ra. Biến ra như hình như không đủ mana và búp bình ơn thôi, không đủ mana để cho spec có thể solo được. Một cái phiên xùa chặn đầu đến Oscar. Vâng, vẫn quăng được skill. Vâng, vẫn quăng được skill và có lẽ là vẫn chết đến Silent rồi. Vâng, búp bình ơn nữa. Vâng, magic vào lên. Vâng, rất có thể anh chết trước, rất có thể. Vâng, may mắn tình huống mà chết sau. Vâng, chết sau và không bị trừ thông minh. Vâng, thích là thích map, thứ hai là gọi là cách đánh hay là cái ý thức đánh của người ta nó cũng không đến lỗi người ta phải cần chiến thắng quá. Đó là những cuộc công tác một team với nhau rồi, nó không cần thiết phải chiến thắng tuyệt đối làm gì cả. Và cái chùa biết đã bay rồi, và cái cọng cắm ra đến từ đây và bút máu và bút đánh nàn vào rồi rất chân chắc rồi. Cái ulti đi sai lần để can thiệp và ulti của sai lần và vẫn đang dí vào đầu của anh chàng rớt. Và một tình huống mà sổ vào PL và PL sổ vào rất là PL sẽ phải làm xuống một bật ma dịch sau bút bóng ra. Nina đang hỗ trợ cho anh can số cái kiến đệ và ulti đến từ rớt và dí mất của lót rồi. Và bây giờ đến là chạy dạng và spec cũng có mặt ngay. Và chiến đấu đang gọi là rất hỗn loạn, để lại ở đây bên dưới như vậy đã chết trong tay kiến vương rồi. Và Oscar đang bị đuổi đến từ anh spec. Vâng, spec sổ vào bằng giày đam và bắc chặn đầu bằng zip Oscar điều này. Vâng, một bình ơn và như vậy Oscar đã nằm xuống. Trong khi đó Nina nằm xuống trong tay của kiến vờ. Vâng, đang chiến đấu trên toàn mặt trận. Vâng, đổi mạng là rất gấp thời điểm này luôn. Vâng, 4-3 thời điểm vừa qua. Và bây giờ một con spec đang đối mặt cùng một con kiến vờ. Và kiến vờ bắn cực kỳ đau và một cái co và một tiếng bách về đến từ anh kiến vờ và bắn một phít nữa thôi là spec đã chết. Vâng, một tí là ta cắt nhầm, vâng, tí là ta cắt nhầm. Và như vậy là một cái chip kill dành kiến vờ. Và sẽ là cái ultra kill của mình ơi, nó cùi dí vào đầu của anh chàng Bắc rồi. Một cái ultra kill dành cho... Và Oscar bị bóc đi. Một tình huống có quát, một tình huống có quát, cái quát này sẽ mất. Vâng, cái quát này sẽ bị phá. Vâng, đó là một tình huống đổi mạng Oscar lên một cái quát.
Vâng, trong đó bên trên vâng, vua Long rất cứng thời điểm này, à không, 777 máu, không quá cứng, không có lẽ vẫn là sống ở trong con voi đến rớt. Vâng, sai lần sơn cắm lên chạy rồi và có lẽ rớt là không có cửa để chạy về. Vâng, golem, vâng, vừa gọi là golem đến giờ đây, vừa golem đến từ vua Long nói gì, vâng, rớt chân hơi ngắn, có lẽ chạy hơi khó. Cái vua đang muốn lấy mạng vua Long có vẻ không được, vâng, khả năng hồi máu đến từ các thành viên đến trên một và sẽ đến thứ hai đang gây cái gì đó rất khó chịu. Và một cái double kill vừa lổ ra. Vâng, bây giờ cái vua đang bị anh chàng Lina đuổi. Vâng, cái double kill vừa nãy là của ai? Vâng, cái double kill vừa nãy của anh hình. Vâng, đúng rồi. Và bây giờ mình muốn làm sống nữa đến từ cái vua. Vâng, không có đường về. Vâng, đẻ ra nó sẽ rất là loạn. Mình cũng không biết đánh thằng nào luôn. Vâng, chúng bên dưới đã bay và bây giờ là người thành công ăn được chỗ. Bây giờ so sánh được cả hai con này về cuối game đều rất khỏe, rất trầu. Và như vậy là cái pet bay lên trên để vâng định lấy mạng của Phantom Laser. Và một tình huống có lẽ anh đang bị gank ở đâu đó, có lẽ một tình huống co của team 2. Và trong đó ở đây là người số ra, ở đây bán máu và một cái ulti đến silent, ở đây tiếp tục làm xuống này thì sổ và hổ báo cáo trồn ở team 1 là hơi khó và ulti sẽ có lót vâng sổ vào để bút cái đánh đàn, sau đó thì chết. Vâng đang bán máu và gọi là rất gắt và bắt thằng người ở lại. Và như vậy một tình huống có spa mọi người của đối phương kia, vâng chết có vẻ silent luôn rồi. Và bây giờ đến PL, vâng PL cũng bóng ra, PL phải cũng bóng ra. Vâng tình huống spa vào một grab và một tổng grab nó không được hưởng cái đánh nan đến từ Golot. Và một tình huống mà bắc chết trong tình huống sông lão đến từ rớt, vâng đang đánh phải gọi là cù nhơi rất hay đến từ đội hình của team 1, vâng đang giãn ra. Và bây giờ có lẽ là Oscar sẽ đập chết anh chàng Lina. Vâng Lina sẽ làm rồi, vâng Lina sẽ làm xuống trong tay của Oscar. Một combat thuộc đến từ rớt và lốc đến từ Lina. Vâng lượng đồ vâng ở đây đang rất khỏe, vâng ở đây đang rất khỏe. Vâng dí vâng Oscar gần chết, sau đó anh chàng Spec là người ta đạn vẫn chém. Ui Spec vẫn chém kiến vừa kìa, vẫn chém ba phát kiến vừa chết luôn, chỉ của Lina rồi. Và có đà quan đến từ bắc, vâng có đà quan đến từ bắc có kho thả ra và như vậy là sốc đà đến rớt. Vâng zip luôn anh chàng bắc và bây giờ anh chàng kiến vừa đang ốp vào, vâng rất ulti đi rớt chứ không phải là kiến vừa. Và Warlock vừa một tình huống nhảy vào của Oscar là quá đẹp tình huống này, và còn đang còn kéo được cả mấy con grab vào trong rừng ra và đó có thể sẽ bay luôn. Và ở đây tiếp tục là ulti thả cộng của ulti và sổ lên, vâng cũng chống và đuổi theo, vâng đó tình huống mà nó lốc đến từ anh chàng rớt rồi. Vâng, Spec căng kè thời gian rất chuẩn và chém chết dân luôn. Dân chém, và được xin lỗi là Spec chém cực kỳ đau. Spec vẫn chém cực kỳ đau. Vâng, trong đó chỉ còn là một mình anh chàng kiến vừa rồi. Vâng, có Oscar nữa, vâng đang cầu máu ở đây. Vâng, đã từng muốn nằm xuống bên dưới rồi, bây giờ chết rồi. Bây giờ phải ốp chết bên dưới bởi Lina cũng đồng đội. Bây giờ ở đây của Spec đang búa cột cùng với kiến vừa. Oscar đã hết mana và lùi về. Và Oscar tiếp tục nhảy vào. Có Blink và cổ chết ở đây. Và Spec bây giờ ăn cái búa lên Silent. Vâng, xem tình huống sắp đôi đến cả kiến vừa cùng với Oscar không. Vâng tiếp tục là đuổi theo, vâng phúc bình ơn được vào người đến từ kiến vừa, vâng bật magic lên, vâng invi nhưng không ra một chém là chết, một chém là chết, vâng lượn đến tình là vâng chặn đầu luôn, không cửa về đến kiến vừa. Vâng một con Spec đang rất nguy hiểm theo đường đi gank, một con ganker mang tên Spec ulti đến rất cũng chưa chết được, phải chém đệ, vâng phải chém con kiến đệ, vâng chết con mẹ rồi, một tình huống mà quá chủ quan đến Spec không chém kiến đệ và anh cứ chạy rồi, vâng rất ulti và Spec cũng chết, và đó là một tình huống solo, một tình huống mà Sander đứng bên dưới. Vâng, đấy là một tình huống mà đứng trên đấy dưới thì cũng chết thôi. Bởi vì đó là một tình huống ulti đến từ đó thì team 1, 17, 15, 14 và đó là cái lượng đam vợ mà to hơn đến team 2. Và bắt chết luôn sau một combo đến từ Oscar. Nếu tính về solo thì thực sự là Spec đấu với PL cũng hơi khó. Thả ulti xuống và Spec thả ulti ra nó sẽ rất là hỗn loạn và như Adin thì lạc rồi. Một tình huống lạc trôi, vâng, một pha bò lạc đến từ Adin và như vậy là không có cửa về. Vâng, bé ngoan nó nằm xuống. Bây giờ ulti đến Silent và sốc ra một người bắt. Vâng, PL cùng với kiến vương rồi đang của Golok thì làm sao sống. Bắc không thể phải lùi về và Spec bây giờ có mặt và Lina bị đập lại, và Lina bị đập lại và như vậy một cái co thả ra đến từ anh chàng Bắc. Vâng, co thả ra và PL là người dí, vâng vẫn đang cố dí thì Spec chém chết ai đó bên ngoài rồi. Spec chém chết được một người, có thể là sai lần sơ đã làm xuống và như vậy là rất là người sốc não chết anh chàng Spec bên trên. Bây giờ đến là Bắc vẫn sai được kịp và như vậy giật chết từ Oscar và bây giờ đến là PL cũng phải làm xuống. Vâng, đó là một tình huống phải gọi là giết người nập kèo đến từ đội hình của team đạo của khoảng trống Spec Phan Lúc Tài Đàn đã còn thiếu 600 tiền, trong cái đó ở Vít đã nằm xuống đến gia đình rồi. Bây giờ bắt đầu có đồ đấy, từng cuốn con PL và như vậy nhảy vào Oscar, rất là nhảy vào và đấm chết ở trong Blood. Và một cái mạng nữa nằm trong tay của Phantom Lancer. Vâng, bắt buộc phải để Spec Phan Lúc Tài Đàn mới đánh nhau được. Vâng, sau bãi grab này thì có lẽ sẽ đủ Tài Đàn và anh sẽ phải về đắp nhạc. Và một tình huống ốp vào ở mid và đây bắt được bên khác thả con em thành công đến từ anh chàng Blood, một kẹt sổ cọc đến từ đội hình của team 1 rồi. Vâng PL gần chết rồi kìa, PL gần chết rồi, một tình huống sốc đao ở đây là người sổ lên, ở đây đang sổ lên như chỗ không người có lẽ là không được, một đợt đao đến từ team 1 là không phải nhỏ. Và Spec là người bay ra thời điểm này, vâng dí vào người Phantom Laser, vâng có ra đao rồi, vâng có ra đến từ anh chàng Spec rồi và như vậy là đập chết anh chàng PL luôn. Và bây giờ một tình huống đuổi đao, một rớt nó sốc đao gọi là cực kỳ đau. Và Oscar có lẽ cũng sẽ phải làm, Oscar cũng phải làm và rớt như vậy đang búa may quách của thời điểm này.
và một cái Bluton 13 điểm đến từ anh chàng Rớt. Và Park là người có mặt thôi. Zip vùng vỏ mẹ Rớt rồi, thì có Berlin không? Và không Berlin được, như vậy là Rớt sẽ nằm xuống. Rớt sẽ phải nằm xuống. Nó chỉ là một đôi gọi là nếp tông rồi, không đủ sức để chạy khỏi các bác đều này. Bố trong các bác. Nhưng mà Queen 2 lại có một cái thế trận các bác nó rất là chuối. 36-37, một tỷ số mạng cũng cực kỳ là gấp trận đấu này. Berlin lên đến từ anh chàng Park vẫn chặn đầu đến từ xa lần nằm kịp thời rồi. Và Salen đã trốn, đang trốn bên trong. Và có lẽ là xem tình huống chim mồi đến từ anh Salen. Vâng, chim mồi đến từ Salen để cho cơ nhảy vào. Ulti vẫn đập chết Park luôn. Và Berlin cũng là một tình huống làm số đâu. Và chim mồi thành công đến từ Salen. Đó là một bài phải gọi là cực kỳ thâm nho nhỏ đi đến từ đội hình của team 1. Nó dùng Salen sơ để chim mồi. Vâng, E là sẽ chết. Vâng, của Long cũng tiếp làm số. Vâng, cái chip là kill dành cho Oscar. Vâng, đó là tiếp tục là cân về mạng trận đấu này. Bây giờ đóng cho mình mạng ta. Vâng, Spec sao? Spec có chỉ là một gia đình thôi. Cắt đến đây rồi. Một cái cọc đã mất. Và bây giờ team 1 sẽ là người sổ vào. Kiến Vân là người mở màn trong chiến dịch này. Vâng, Shen chỉ được cắm rè. Và bây giờ mới là ulti đến Sensor. Và ulti của Sensor bị hững rồi. Và team 1 không lên được. Vâng, đây là tiếng cắt ulti mà có lẽ là không có tác dụng gì đến Silent. Và bây giờ xem tiếng lùi về. Team 1 mà cố đánh rất có thể sẽ thua. Và khi mà Sensor đã mất ulti rồi. Vâng, quyết định là đâm. Quyết định là đâm đến từ đội hình của team 1. Và Warlock bị xích bên ngoài. Và Warlock trên trầm đốt nhạc. Trong cái đó bên trong Kiến Vân đang lùa. Kiến Vương đang lùa nhau cùng các thành viên đến từ team 2 và Silent Sơn là người số lên. Và Oscar đang chọn góc, và Oscar bị book cái bình hơn. Và một con Oscar bị book cái bình hơn và không cho Berlin. Và đánh tình huống mà bán máu đến từ một tình huống Berlin là chuẩn và không cho nó Berlin cũng không được. Một tình huống lại đang tiếp tục một tiếng tỏa sáng đến Oscar và Granina lại tiếp tục dip rồi. Tiếng phong lên và cũng phải e đập ngay cho quả trì vào đầu. Và tan xương đang chỉnh đến quá tỉnh luôn. Và rất tỉnh đặc trà đến từ con Oscar. Và bây giờ có lẽ Granina Vega này không thể đáp được rồi. Là sẽ không còn đen với ga để tìm một trận đấu này. Vâng, kèo của Phantom Dancer cùng với lại Spell cũng hơi khó. Đi phù castle ngay quả đệ đến từ anh chàng Warlord. Vâng, triệu hồi chè ăn anh này. Vâng, Spell có mặt rồi, Spell có mặt và anh đang chém ai đây. Vâng, PL đang chém anh chàng Warlord vâng bên ngoài. Vâng, Spell đầu, Spell bây giờ mới tay đem về. Và như vậy Spell vừa phản đám chết được PL. Vâng, sau đó bị nhồi đam đến từ rớt cùng đồng đội là chết luôn. Vâng, thì một đám đỏ máu hết rồi. Vâng, chỉ cần một con Lina có bắt xuống lại thôi. Chỉ cần một con Lina hoặc một con Park sống lại rồi hoàn toàn có thể cờ liên được team đối phương. Vâng, chúng ta phải đợi. Vâng, Park cũng Lina phải có mặt thời điểm này. Vâng, rất tốc độ báo có trồi những sổ vào trong. Vâng, rất sổ tập trọng lấy mạng của Nelly rồi. Kiến Vô đang đuổi Warlock. Và Oscar là người chặn đầu Warlock. Warlock sẽ làm xuống. Và bây giờ đến lượt anh chạm Park. Vâng, Park đi ra vì cái gì đây? Một tình huống mà đi mất chuột đến từ Park kia. Giật ta còn đã quá muộn. Một tình huống có lẽ là một pha book tin nhắn đến từ Facebook của em bị văng ra ngoài. Và Park nằm xuống tình huống phải gọi rất nhọn nhem. Và bây giờ thì không đem được rồi. Và một cái ulti nữa để Silent vào lên. Và tất cả cầm lăng. Và một cái ulti của Lila. Và Park sống lại không có vai trò gì. Nhưng mà Lila sống lại chơi sái sang đi rớt. Rớt nó trở ra con 5. Và Lila mặt bằng cả 2 cái tư máu. Bây giờ xem tình huống ulti của Silent. Và xô vào bên trong Weaver. Và lốc lên của Park ném một cuộc rồi. Và một tình huống đã hết mất ulti đến Silent. Và một tình huống ulti ra đến từ Aja Drake. Và con đem thả xuống. Và như vậy auto chết Aja Silent. Và bên trong cũng đã có người làm xuống. Và cái double kill dành cho Spec. Spec ở đâu đó chém chết và rớt. Rớt rất có thể sẽ làm xuống. Và rớt thì cũng đã làm xuống rồi. Và một cái chip vào kill trong. Vâng, bây giờ tình huống làm xuống 4 người. Và 4 người ngã xuống chứ không phải ít. Rớt là người duy nhất sống sót. Sống sót trong đường tơ cái tóc đó. Một cái điểm mà không nhìn được đối phương nào ở đâu nữa. Vâng, giật đến từ anh chàng rớt là rất đau. Vâng, rớt là rất đau đấy. Một cái đau còn 5 bây giờ giật một người rất phải đi là hay là bắt rất có thể sẽ chết luôn. Bắt rất có thể sẽ chết luôn. Rớt ta quan. Vâng, như vậy rớt ta quan vào người của Lila kia. Quả đấy giật Park thì Park chết chặt luôn. Một tình huống mà Park chỉ có một cát tư vào trong người rồi. Và bây giờ tiếng tele về và giết mẹ thì đã. Vâng, Lila vẫn chết. Một tiếng tele về vẫn chết đến từ Lila. Và như vậy là pha đuổi về đến từ anh chàng Park. Không ăn được, chỉ ăn được cái trụ đến từ đội hình của team 1 rồi. Và đây sẽ là tiếng huống giật. Vâng, đó tiếng huống giật rất đau đến rớt. Đợi như vậy phải đợi hai thành viên đến từ đội hình của team 2 xuống lại đã. Nếu không tiếng huống đem được. Vâng, Park cũng đã có mặt. Và như vậy là bài bách luôn. Một tiếng huống bài bách đến từ cả Lila của Park. Một tiếng bài bách để đáp nhảy. Vâng, nhưng trong các chém chết được thằng nào đó mình không nhìn được luôn. Vâng, không thể nào nhìn được. Oscar nhảy vào tình huống rất đẹp. Một tiếng huống nhảy đến 4 người kia. Và như vậy Adin chết luôn rồi. Bắc một tiếng ép xuống. Berlin trở ra ngoài chỉ lấy được cái mạng Adin rất đáng tiếc thời điểm vừa qua. Vâng, đó là cái ulti phải gọi là quá đẹp đến từ Oscar. Nhưng mà có lẽ là cũng không đủ đam để giết được hai người. Và bây giờ tình huống phải lùi về. Spec nó vẫn phun máu là thế đéo nào. Các bạn lổ ra rất hoành tráng đến từ hai team. Nhưng Spec nó không mất một tí máu nào luôn. Vâng, nó không mất một tí máu nào. Vâng, trong tình huống cầm đồ san đến từ anh chàng Spec. Spec nó lại được cầm đồ san nữa thì làm sao mà chơi. Vâng, bây giờ xem thời điểm phải cancel đồ san. Phải cancel đồ san và Park nó ra tập co. Vâng, Spec ăn xong đồ san rồi. Spec ăn xong đồ san tình huống mà ulti.
Vâng, lắp vét nhà xuống đèn đến từ đội của team 100. Vâng, đang chạy như vịt đến từ đội của team 1 bên ngoài. Vâng, không ra đánh nhau, Golem thả xuống, rất từ muốn đi lạc rồi. Vâng, tiếp xô vào anh PL, một cái tăm đến từ anh Sang đi làm như vậy, chết anh Spang luôn. Và xin lỗi chết PL luôn, bên ngoài chặn đứng chết luôn. Và rất cũng đã nằm xuống, và đó là một tình huống clear 3 người từ đội team 1 rất nhanh. Và đó chỉ là một tình huống ulti Spang rồi. Một tình huống ulti Spang và tất cả team 1 gần như là lag. Vâng, không thể nào triển khai để trận, và bây giờ thì Oscar cũng phải làm xuống. Một con Spang nó là một con được gọi là kinh khủng. Và một trận đấu mà ăn được do sàn là một tình huống rất sang đen rồi. Bác vẫn cầm được cái hồi sinh trong người. Vâng, bây giờ cho rất giật, cho nó giật. Vâng, sai lần xuất hiện. Vâng, sổ vào và PL bây giờ cũng sống lại rồi. Vâng, PL đang bị auto so với Spec là khá sâu. Vâng, PL đang bị auto là khá sâu so với con Spec đấy. Vâng, Spec đang có 5k3 trong tiền. Vâng, 5k3 tiền trong người. Và nó sẽ có thêm một coi đem nữa. Cộng thêm cái hồi sinh nó sẽ là mắc đồ. Nó sẽ là mắc đồ mắc never dành cho con Spec. Vâng, đang sổ lên đến tình hình của team 1. Đang muốn lấy lại mạng. Vâng, Lina là người sổ vào và phắc lốc lên rồi. Ở đây bị giật chết bởi anh chàng rớt. Rớt giật đang còn chết ở đây phía trên. Vâng, bây giờ thiếu sổ vào đến tình hình của team 1 để lấy mạng của Lina. Vâng, Matada và như vậy chém Lina đến này. Vâng, không chạy đâu. Vâng, bây giờ nó đã dí thì không phải chạy được. Đi phu lốc. Đi phu phá cái lốc của nó đi. Còn đợi chờ gì nữa. Thì muốn phải đợi hết lốc đến tình hình kìa. Và như vậy là vẫn lòng xuống đến Lina rồi. Vâng, trong khi đó phắc đang lùi ra ngoài. Vâng, phắc tiếp tục bị dí. Vâng, một con Spec đang cấy nhau bên dưới thì phải. Vâng, bên dưới Spec mất ulti rồi. À, xin lỗi, Spec mất cái hồi sinh rồi. Bây giờ sẽ là ulti rất cờ. Vâng, máu của Spec thực sự là khá nhiều. Và bây giờ bay ra chém rớt. Bay ra chém rớt, rất có gold thời điểm này. Và có lẽ Ursula cũng phải đóng cái gold rồi. Vâng, bên trên, vâng, như vậy là Spec. Vâng, vừa nãy đốt chết được ai vậy? Vâng, Spec đốt chết được ai đó mà tôi không nhìn thấy. Và như vậy Spec bị ốp chết bởi Kinver cùng PL. Và quăng người vào thành mặt anh chàng Spec và giết được Kinver. Và bây giờ sẽ là phản ứng sớm cân nhau của quăng. Vâng, Berlin đã chạy rồi. Berlin để chạy. Vâng, tiến độ trận đấu đang đưa vào cái nhịp độ phải gọi là trắng hết cả mặt. Vâng, combo một người PL chết. Vâng, PL chết trong điều này, một tình huống quá là hồ báo và rất là người cancel là băng. Vâng, với cái đa quan năm của mình. Vâng, một trận đấu đang rất là tanh máu, một trận đấu đang cực kỳ bác của PL. Vâng, sức cơ đang bị dí lại đến từ anh chàng Spec. Vâng, nó có mặt băng đấy. Nó chém là đéo chạy đâu, nó chém là đéo chạy đâu. Vâng, e vào và rớt xuất hiện và ulti đến từ anh Oscar và ulti đến xe được quăng ra rồi. Nhưng mà lượng phản đam của Spec là rất đau, đổi mạng của con Spec lấy con Oscar trong. Vâng, đổi mạng không. Vâng, chạy được rất nhanh đến Spec. Vâng, Spec rất nhiều máu, vâng, 3k8 máu, không thể nào giết được con Spec nữa. Vâng, bây giờ đang cuốn quái và chạy. Chuyện vừa đang quyết định đuổi, vâng, đuổi cho bằng được rồi. Vâng, con đặt ra là rất nhạy cảm đến từ anh chàng băng. Vâng, rất kiến vừa máu thật nhiều đấy. Kiến vừa máu cực kỳ nhiều luôn. Vâng, bên ngoài con Spec một đẻ bóng chết được hai người. Vâng, sập bóng. Spec nó chỉ đẻ bóng và chết được hai người luôn. Vâng, không cần đánh. Vâng, thằng chính đang chạy vết mèo bên trên. Vâng, chạy ra kèn bên trên và hai cái bóng nó chém chết được hai người đến từ đội của team 1. Vâng, Lina đang cười rất có linh được kìa. Vâng, bây giờ đến từ một băng một đằng sau đang đánh nhau. Kiến vừa vẫn đang bắn anh chàng Block. Vâng, muốn lấy mạng Block thời điểm này. Vâng, một hit hết rồi nhưng có lẽ Kiến vừa cũng sẽ phải chết cùng. Vâng, Kiến vừa cũng sẽ phải chết cùng và như vậy là nằm xuống đến từ Block rồi. Vâng, bây giờ Kiến vừa cũng sẽ phải chết. Vâng, rất tình huống giật. Vâng, rất giật ai vậy? Vâng, đó tình huống 2 đổi 4. Vâng, Spec hình như vẫn chết thì phải. Spec vẫn sống. Đổi đam không chết rồi, còn Spec vẫn uống cả máu. Quá cực. Rất khó để có thể cân con Spec. Spec nó đang có 4k tiền trong người. Vâng, bây giờ sẽ bán được hơn cầm cái bật tờ nữa. Và nếu như Spec cầm cái bật tờ nó sẽ rất đáng sợ. Còn cầm cái 4 set cuối nữa. Spec cầm 4 set cuối nữa cũng là bài toán rất đau đầu đấy. Vâng, nếu như không nhầm nó sẽ làm cái cú sát cuối để cao tờ lại bóng của PL. Vâng, Spec sẽ lên cú sát cuối ở điểm cuối cùng. Đẩy cái đam bên dưới. Vâng, 25 mega dành cho đội của team 2 rồi. Chiến thắng đang gần kề. Vâng, Spec là cửa trên so với PL thì phải. Vâng, nếu thì farm được. Nếu thì farm được rồi. Nếu tính ra con Spec farm khó hơn con PL. Vâng, PL là người có thể chạy được. Vâng, tính tình huống bị canh, PL có khả năng chạy xuống phong cao hơn là phải chạy Spec. Vâng, PL là được đánh giá dễ chơi hơn. Bây giờ sẽ là tình huống ốp trụ, một tình huống buồn lấy mega. Vâng, một cái ulti của Spec đã quăng ra rồi. Vâng, team 1 lại phải lùi. Vâng, có một tình huống nằm xuống luôn. Silent không thể nào sống nổi trong combat với một cái ulti của Spec. Vâng, Silent sờ gần như là không có cửa để chạy. Và như vậy là giật mọi người quá chàng về làm kìa. Vâng, không chết mà lùi về thành công. Vâng, rớt đằng sau đang thả ghét nhẹ. Vâng, rớt đang sập vàng ghét nhẹ. Vâng, bắt buộc phải lùi về để di can rồi. Và Oscar một tình huống nhảy SSM tôi phải gọi là sáng chói bản đồ luôn. Nhưng mà đó một cái lốc đến từ ai đó cancel một tình huống combat đến Jessica, một tình huống nhảy rất đẹp đến Jessica rồi. Vâng, giật vào người của anh chàng Spec là không xin nhề. Kiến vừa đã giết ở đây, giết ở đây xong. Và bây giờ là con Lina của Block và nó phá nhà rồi, nó muốn lấy mega cả đẹp rồi. Là không đẹp được. Vâng, một trận đấu là không thể đẹp đến từ anh của team 1. Vâng, PL không đủ sức đối mặt cùng con Spec trận đấu này.
Vâng, cửa là không đủ. Vâng, cửa là cửa dưới. Vâng, bây giờ Lina mặc vẫn còn. Vâng, PL chết luôn trong tình huống mà Lina giật ulti thành công. Vâng, SmackDown sổ vào lấy mạng rớt vừa cửa rồi. Một trận đấu mà có lẽ là rớt nó vẫn là còn cục súc nhất trong làng Dota. Vâng, phản đam là nó có bắt đầu là rất mạnh trong con Smack. Gần như là bất diệt. Vâng, sức mạnh là bất diệt dành cho Smack. Vâng, đó là một vị thần. Vâng, đó chính xác. Chính xác một vị thần. Vâng, Smack là không thể cản. 25 level. Vâng, bây giờ cho rốt giật vẫn cả đang còn nằm cả set vào đầu. Có lẽ cũng không đủ chết. Vâng, gần chết ở đấy, chạy nhanh kịp. Vâng, như tôi đang muốn lấy cái mạng của Smack. Vâng, Smack còn một hit. Vâng, như vậy Smack cũng đã chết rồi. Đó sẽ là cái buyback. Đó sẽ là cái buyback của Smack để kết thúc trận đấu này. Vâng, một cái buyback của Smack để kết thúc trận đấu này rồi. Vâng, bây giờ xem tình huống làm xuống của Lina. Bây giờ out đồ cho Smack. Vâng, tính ra thì một con PL còn dễ farm hơn. Vâng, rồi đang người Smack kia rất mất lửa cái máu. Chỉ cần đứng ngoài giật thôi cũng mất lửa cái máu đến từ rớt. Vâng, EV Dragon giật vào người Smack. Vâng, như vậy Smack tình huống ulti ra thì phải một chém chết ai đó rồi. PL chết trong kèo solo cùng Smack kìa. Vâng, PL sổ vào như vậy Smack chém chết PL luôn. Butterfly đã có trong người. Vâng, Butterfly đã có trong người và Smack sẽ làm tình huống chơi của mình. Vâng, Golem thả xuống, đó là hai con Golem đến từ Golem và một tình huống sổ hồ nước. Vâng, sờ lâu lại Smack chém cho Golem tăng hồ nước và như vậy là có lẽ thôi, lấy khế đi cho nó nhanh. Lấy khế đi cho cái trận đấu này cho nó nhanh nào. Vâng, EV tiếp tục rơi vào đầu của anh Smack. Vâng, giật đến từ giật vẫn là giữ được cái mạng của mình. Vâng, giật chết được Smack luôn. Nước tam đến từ giật nó cũng rất là cục súc. Vâng, rất là cục súc đến từ một con giật. Và bây giờ có hết đến từ bắp rồi. Có hết đến từ bắp. Vâng, có lẽ không đẹp được. Vâng, vẫn là không đẹp được. Là quay lại đánh nhà. Vâng, khi khế sập